có phân biệt, một cái phân biệt nhỏ nhỏ giữa absolute advantage và comparative advantage, là lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh. Thế thì đối với cả hai quốc gia, mình có cái ví dụ trong mind map, cũng là ví dụ trong sách luôn đấy. Mình có hai quốc gia nhé, đây là cái số lượng hàng hóa, mình có hai cái loại hàng hóa là quần áo và rượu. Thế thì mình sẽ có cái sản lượng mà mỗi quốc gia nó sản xuất được, sản lượng mỗi quốc gia sản xuất được. Thế thì trên ở trong này nhé, ở trong này mình sẽ có cái số quần áo, bấm lại là nó là cái productivity, nó là productivity. Thế thì ở trong này các bạn nhớ gọi lưu ý một tí một giúp mình nhé. Nó sẽ có thể cho các bạn cái bảng này dưới dạng là output, dạng dưới output là dưới dạng productivity, hoặc là dưới dạng cost of production, Thế thì nó sẽ không, nếu bạn so sánh đúng không, bạn so sánh đối với cả một quốc gia, đối với cả một lợi thế tuyệt đối, thì mình sẽ có quốc gia nào mà nó có chi phí thấp hơn, chi phí sản xuất thấp hơn, thì cái quốc gia đó nó sẽ có cái lợi thế về mặt hàng hóa, lợi thế về mặt hàng hóa. Thì bạn nhìn xong thấy trong này này, ta cùng một cái lượng, cùng một giờ sản phẩm, một giờ lao động đúng không? Thì thằng Portugal đúng không? Portugal nó sản xuất được 100 bộ quần áo với cả 110 tỷ đồng chai rượu vang. Thế thì trong khi đó England đúng không? England mình trong một giờ sản xuất được 90 bộ với cả 80 chai. Thế thì về lợi thế tuyệt đối đúng không? Lợi thế tuyệt đối mình sẽ có cái quốc gia là Portugal, nó sẽ có lợi thế tuyệt đối với cả hai hàng hóa, lợi thế tuyệt đối với cả hai hàng hóa. Trong một khoảng thời gian nó sản xuất là nhiều hơn, hay là cách khác là mình đang mất chi phí ít hơn trong một khoảng thời gian. Thế còn đây là so sánh đúng không? So sánh về giữa hai quốc gia về lợi thế tuyệt đối thì mình sẽ so sánh chi phí nhé. Lower cost, lower resource cost, một cái lower resource cost, tức là hai cái output. Thì nó sẽ có là absolute advantage, absolute advantage. Thế còn cái khái niệm liên quan đến gọi là comparative advantage, mình có lợi thế so sánh, Thế thì quốc gia, một quốc gia nó sẽ có lợi thế hơn quốc gia kia về một cái loại hàng hóa nào đó. Người ta so sánh cái chi phí, thay vì người ta so sánh cost, resource cost như thế này, thì người ta so sánh opportunity cost. Low opportunity cost. Thay vì resource cost thì người ta sẽ có opportunity cost. Opportunity cost là chi phí cơ hội này, người ta sẽ đo lường, tức là khi mà giảm, tức là giảm số lượng người hay số lượng giờ để sản xuất ra một bộ quần áo và thay bằng cái giờ đấy thì người ta chuyển sang sản xuất rượu vang, đúng không? Thì người ta sẽ sản xuất thêm được bao nhiêu chai rượu vang trong một giờ đó. Thế thì opportunity cost đối với đất quốc gia Portugal, thì mình sẽ có, nếu mà bỏ đi một cái, bộ quần áo thì sản xuất thêm là bao nhiêu, mình sẽ có 110 thêm 100, 1.1 này đơn vị sẽ là gì? Tức là opportunity cost của một bộ quần áo sẽ là 1. Thế còn đối với cả cái quốc gia, đối với cả Portugal nhé, đối với cả England, đúng không? Opportunity cost của một close ra gì ạ? 80-90 đúng không?
như vậy là bạn thấy đấy, nếu để sản xuất, nếu mà có chi phí đúng không, chi phí mình sẽ có, nếu mà sản xuất thêm một bộ quần áo bạn sẽ phải từ bỏ 1,1 chai rượu. Thế còn bên này bạn sản xuất thêm một bộ quần áo thì mình sẽ có từ bỏ khoảng 0,89 thôi. Như vậy so sánh giữa hai quốc gia với nhau, so sánh hai quốc gia với nhau thì quốc gia nào mà nó có bỏ chi phí ít hơn, thì nó sẽ có lợi thế nào đó. Như vậy lower opportunity cost này, mình có cái England have a comparative advantage đối với hàng hóa nào sẽ có lợi thế hơn. Hoặc chi phí ít hơn, thì nó sẽ là và ngược lại, mình sẽ có thằng Portugal nó sẽ có lợi thế so sánh đối với hàng hóa từ ba. Rồi này. Thế thì thay mình sẽ phân biệt, nó chưa phân biệt hai cái cost ở đây thôi nhé. Một cái là cost về tuyệt đối là resource cost, một cái là opportunity cost. So sánh hai cost. Rồi. Thế thì mình sẽ có một cái đường gọi là đường production possible frontier. Production possible frontier. Ở đây mình sẽ có hai cái loại hàng hóa, ở trong đây ví dụ như là thâu sẽ có đây là điều và mình sẽ có một cái đường possible production possible frontier, production possible frontier, từ này sẽ là cái đường cong, đường cong. Đường cong này thể hiện này là cái gọi là cái combination đối với một quốc gia, nếu mà nó sản xuất ở cái chỗ này đúng không, hay nó sản xuất ở chỗ này thì mình sẽ có cái các cái điểm ở trên cái đường gọi là đường possible, đường production possible đường tiêu này, nó sẽ có cái độ dốc khác nhau. Cái độ dốc này nó thể hiện cái gì ạ? Mình sẽ có slope đúng không? Đường độ dốc khác nhau tại tại các cái điểm trên trên cái đường sản xuất này. Cái độ dốc này nó sẽ thể hiện cái gì ạ? Độ dốc này nó chính là thể hiện cái opportunity cost. Nếu bạn biểu diễn một cái hàng đúng không? Của close đối với là wine, một cái hàng của close là wine thì mình sẽ có cái độ dốc của nó chính là cái opportunity cost, là cái chi phí tại chỗ này, một tại chỗ này thì lại phải bỏ ra bao nhiêu wine thì và sản xuất thêm một close đúng không? Tại chỗ này là bao nhiêu wine. Rồi. Rồi này, cái quốc gia, cái định quốc gia này, quốc gia đấy nó sẽ sản xuất ở cái mức nào trên cái đường này? Đây là sản xuất ở mức nào trên cái đường? Các bạn sẽ là sản xuất ở mức nào trên đường? Nó sẽ sản xuất ở cái đường này là cái đường sản xuất
đúng không? Cái đường là output. Mình sẽ có một cái đường là đường kiểu đường chi phí. Đường chi phí này sẽ nó sẽ là cái đường của nó sẽ tiếp xúc vào cái đường này ở đâu thì mình sẽ có cái mức sản xuất của tối ưu quốc gia đấy. Thì tuy nhiên ấy, nó không có đưa cái khái niệm, tức là cái concept này là không có chương trình các bạn.